Hello xin chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh đầu bếp chứng khoán lại tiếp tục là mình đây thì hôm nay mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn và các anh chị một số cổ phiếu và cũng là một trong những cái nhóm ngành bán lẻ thì các bạn và các anh chị cũng biết rồi đó về trong giai đoạn này thì có rất là nhiều cổ phiếu trong vừa qua đã có một cái nhịp điều chỉnh mình nghĩ là cũng tương đối đó cho nên là khi thị trường có những cái sự rung lắc và cũng như là có một cái nhịp điều chỉnh thì mình cũng mong muốn là chia sẻ cho mọi người về cái cơ hội để chúng ta đầu tư về những cái nhóm ngành mà đang có những cái vùng mua rồi ok thì để trước khi đi vào phân tích với mọi người thì các bạn của anh chị đang xem cho buổi sáng ngày hôm nay cho mình một cái like một cái xe cũng như thả mình cái tim dưới cái phần bình luận nha các anh chị bạn mình cảm ơn các bạn của anh chị rất nhiều để chúng ta xem xong rồi chúng ta cũng đi vào phiên giao dịch và buổi sáng ngày hôm nay thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về hai cái cổ phiếu của ngành bán lẻ đó là về Dizua và PT thì đầu tiên mình sẽ phân tích với các bạn của anh chị về Dizua thì ở đây chúng ta thấy là có về xu hướng thì mình nghĩ là ở đây mà các bạn có anh chị thấy là về mặt xu hướng thì cổ phiếu DC World về trong về cái mặt tuần á thì nó vẫn đang trong một cái vùng tích lũy và phía trên các bạn có anh chị thấy là đã có nhiều lần đã tới một cái vùng kháng cự 58 và nó cũng chưa hề vượt qua đúng không? À, thì trong cái lần này nó cũng sắp xỉ về nó mới 57 nó cũng chưa có về rồi nó cũng bị chỉnh lại. Đó, thì cho nên về trong mặt xu hướng về mặt ngắn hạn thì mình vẫn đánh giá là hiện tại nó đang trong một cái xu hướng tăng. Đó, vẫn đang trong xu hướng tăng. À, và tất cả cái giá vẫn đang nằm trên cái mây đúng không anh chị bạn? Đây nó cũng đang từ từ đi lên. Thì cái cơ hội mình nghĩ là về đánh giá thì mình nghĩ là nó vẫn đang có một cái vùng hỗ trợ và đặc biệt trong thị trường giai đoạn này nó khó khăn. Đó, có nghĩa là khó khăn có nghĩa là giai đoạn này chúng ta thấy là à, tăng một đoạn rồi thì cho nên mình nghĩ là cái đoạn này nó khó là cái vùng nó tích lũy. Rất là khó thì cho nên là um, chúng ta có thể là mở mua trong những cái vị thế gom và những cái vị thế mình nghĩ là trong cái vùng cân bằng thì chúng ta dễ hơn đó là cái vị trí mình nghĩ là ở đây chúng ta thấy là có một cái hỗ trợ rất là rõ ở cái vùng 51 uh, 51.4 51.4 thì các bạn anh chị thấy là chúng ta có thể đạt một con số cho đơn giản đó là 51.5 uh, 51.5 và một cái vùng nữa là chúng ta thấy là À, phía trên, ở phía trên này một tí, đó là cái vùng mà khoảng 52.5. Thì à, cho nên à, mình nghĩ là ở đây cái vùng mà các bạn các anh chị nó gom dễ hơn đó là vùng 51.5 cho tới 52.5 à, Ở đây là cái vùng mà các bạn các anh chị có thể canh gom nếu như giả sử nó có có cái sự điều chỉnh về đây à, của Digiwo, mình nghĩ là cũng rất là nhanh thôi vì nó cũng nằm trong một cái biên độ dao động mình nghĩ là mình có thể về được. À, nếu giả sử nó về đây thì mình nghĩ là nó vẫn có thể là khoảng 6%, hơn 6% thì như vậy thì mình nghĩ là trong vẫn là một phiên dao động ha. À, còn với một cổ phiếu nữa là PET, mình nghĩ là PET khó hơn rất là nhiều. Thứ nhất à, mình nghĩ là nếu như giả sử về động lực á, thì chúng ta thấy là nó vẫn đang lanh quanh ở cái hỗ trợ thôi. À, nhưng mà về mặt trong cái tuần này thì chúng ta thấy là à, nó có một cái vùng may, à, một cái vùng hỗ trợ nó nằm ở dưới cái vùng 24 luôn các anh chị bạn nha thì cho nên là mình vẫn đánh giá là cái khả năng á là PT nó vẫn có thể nhúng về đầu đầu tuần đúng không đầu tuần đó, cho nên là với khả năng này nó mình cũng không loại trừ là cái khả năng nó có về được cái hỗ trợ này hay không đó, nhưng mà mình nghĩ mình đánh giá là trong cái phần này á thì chúng ta sẽ xem xét thôi thì mình cũng chưa mở phiên mình cũng chưa đánh giá được tại vì à, như mình nói các bạn với anh chị đó um, thứ tư uh, ngày 17 đó, thứ tư ngày 7 nha các anh chị bạn thứ tư ngày 7 có nghĩa là chúng ta hãy là về cái khả năng nếu như ở đây mà nó tăng lên nè nó chỉnh lại thì mình nghĩ là nó sẽ rơi vào ngày 17 thì nó sẽ là cái vùng mua đẹp nhất cũng như là nó chồng nằm trong cái khung tuần à, nằm trong cái khung tuần mà nó có thể dao động thì cho nên là nếu như giả sử chúng ta thấy là à, nếu như là nó tiếp tục giảm là mình có BAT về cái động lực nó có giảm tiếp tục về trong xu hướng ngắn hạn hay không à, về ngắn hạn đây mình vẫn thách đánh giá là có khả năng nó cũng vẫn có thể giảm nữa các nha các chị bà à, thì cho nên là à, động lực mình vẫn đang mạnh trong khoảng tầm hai ba phiên tới hai ba phiên tới à, và được một cái là hôm nay là nó có một cái sự à, gần như sắp hoạn loạn à, sắp hoạn loạn nếu như tiếp tục giảm về một ít nữa à, thì mình chúng ta thấy là những cái vùng hỗ trợ như mình thấy là cái vùng 24-25 nó vẫn sẽ là một cái hỗ trợ mạnh cho về PT trong về mặt dài hạn đó, thì cho nên là nếu như PET nó chỉnh về thì mình nghĩ là các bạn anh chị có thể tham gia đối với PET, đó, mình nhắm mắt nhắm mũi chúng ta cũng có thể mua dần, à, mua dần trong những cái lúc đó, đó. và để chắc cú nhất các bạn thấy là những cái thỏa điều kiện đó, là tầm ở cái thời gian, đó, cái thời gian thứ tư, à, cái thời gian thứ tư là mình nghĩ là thoải mái nhất cho ông ta à, có thể mua. còn các bạn anh chị mua sớm thì mình nghĩ là chúng ta nên phân bổ à, tiền à, để mua gom à, mua gom còn các bạn mà chờ để mà nó tích cực nhất thì chúng ta có thể là chờ vào ngày thứ tư vào ngày 7 tháng 1 ha thì mình nghĩ là nếu như nó có mạnh dạng mà nhúng về cái đám mây to về trong cái đám cung tuần này mình nghĩ là cũng nên tham gia ở khu vực À, tầm 25 24 mình nghĩ là khu vực rất là đẹp để cho các bạn anh chị tham gia VT vùng 24 25 ha vùng 24 25 và chúng ta thấy là hiện tại nó đang ở một cái tích lũy nó đang ở hỗ trợ thôi mình cũng chưa đánh giá là nó mất cái hỗ trợ này thì mình nghĩ là chúng ta phải cần quan sát thêm cái phiên thứ hai đó để chúng ta đưa ra một cái quyết định à, nha các chị bạn và đặc biệt các bạn anh chị nào mà quan tâm thì có thể là chút nữa chúng ta sẽ xem vào livestream à, 10 giờ 20 phút để chúng ta đánh giá tiếp tục nó có thể một có cái nhịp hồi phục hay không à, thì cho nên là mình nghĩ là PET cái đoạn này nó đang rất là khó trong một cái biên sideways, uh, sideways xe quay thế này nha các anh chị bạn mình nghĩ là rất là khó này cũng như là thấy là cái vùng xe quay thế nên là cái biên độ dao động các bạn thấy là từ à, vì cái khả năng các bạn có anh chị thấy là từ 26 này mà về 24 này thì à, nó là một cái biên độ dao động khoảng gần 7 mấy 7 mấy phần trăm 8 phần trăm thì cho nên là cái khả năng là các bạn có anh chị không chịu nhiệt nổi không chịu nhiệt nổi cho nên là rất là khó để chúng ta mua gọi là mua một điểm mua một điểm được các bạn Đó, một cái biên độ nó dao động gì nếu như mà chúng ta mua một điểm điểm ngay mà chúng ta quất ngay một cái là chúng ta có thể là rơi vào cái trạng thái cắt lỗ thì, thì như vậy thì nó cũng không hay Ở, cho nên là mình nghĩ là tốt nhất là chúng ta có thể là phân bổ với dòng tiền để chúng ta à, giao động để chúng ta mua cái vùng thì mình vẫn đánh giá là cái vùng này của PT nó vẫn là cái vùng tích lũy hiện tại là về mặt dài hạn nó đang có một cái vùng may cũng như là vùng hỗ trợ và kỹ nó hình thành ở đây cái vùng 24 trở lên à, 24 25 ha rồi ok à, mình nghĩ là các bạn và anh chị cũng đang quan tâm và à, theo dõi với chương trình các bạn cho mình một cái like một cái xem cũng như thả mình một cái tim với phần luận cũng như là các bạn và anh chị mới thì cũng cho mình một cái lượt đăng ký kênh à, mình cũng cảm ơn các bạn và anh chị rất nhiều và chúc mọi người buổi sáng đầu tuần để à, cũng có một cái Năng lượng tích cực để chúng ta bước vào Phiên giao dịch ha Mình nghĩ là nếu như giả sử như trong cái nhóm điều chỉnh Trong cái nhóm uh, bán lẻ này Thì chúng ta cũng sẽ thấy được cái cơ hội để chúng ta tham gia à, Chứ cũng không phải là rủi ro lắm à, Về mặt khán hàng ha Rồi ok cảm ơn các bạn và chị rất là nhiều Bye bye và hẹn gặp lại mọi người